mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đợi suốt trăm năm một cõi đi về, lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong thêm sức mạnh, có thêm nguồn lực cho sự phát triển đất nước. Có con người là có văn hóa, có dân tộc là có văn hóa dân tộc, và văn hóa đó trước nhất là văn hóa dân gian. Đảng phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh sai rồi. Dạ. Anh sai rồi thì anh phải sửa sai thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chị nghĩ là ngay bây giờ thì một cái điều, những cái giai điệu âm nhạc để lấy lại tinh thần cho em. Đó chính là anh sai rồi. Và sau đó thì tôi thề tôi chẳng yêu ai.